Xin chào tất cả các đồng chí, chào tất cả các bạn. Để tiếp theo những cái câu chuyện của tôi và đồng đội của tôi kể cái câu chuyện về cái trường hợp mà đồng chí Niên là sống và chiến đấu và làm nhiệm vụ ở trên tỉnh Pusat vào năm 1982. Lúc đó là vào mùa khô năm 1982 thì đơn vị chúng tôi vẫn là đóng quân ở khu vực gọi là 12 nhà. Thì thực tế ra mà để nói khu vực 12 nhà thì cứ bảo là 12 nhà như vậy. Nhưng mà thực sự những cái cung đường mà chúng tôi đi qua lại ở đó cũng rất là nhiều. Nhưng mà bảo là 12 nhà nhưng mà chưa bao giờ là tôi thấy ở đó nó có 12 cái nhà cả. Đây, nói như vậy, còn các cái đơn vị trước, người ta vào trước đây là cũng có thể là người ta thấy trong đó là có 12 cái nhà. Thì bộ đội ta đặt cái tên gọi là 12 nhà. Chứ còn khi chúng tôi vào là chủ yếu là hầm hào thôi. Và các cái nhà âm của các đơn vị tiểu đoàn, trung đoàn, đấy, vân vân như vậy. Thì câu chuyện về đồng chí Niên thì tôi xin được kể cho các đồng chí nghe về câu chuyện về đồng chí Niên. Thì vào cái hôm đó là tôi nhớ là cũng là vừa mới sáng ra thôi đấy, nhưng mà phải cũng tầm khoảng 7 giờ sáng rồi chứ cũng không phải là ít. Thì ở trong rừng á, thì nó tối, nên là tầm 7 giờ sáng thì mới gọi là sáng rõ, chứ còn tầm khoảng độ 5-6 giờ sáng là đang còn thấy mờ mờ như vậy thôi. Bởi vì trong rừng là cây cối nó che phủ nên là nhìn nó cũng rất là tối. Thì vừa dậy như vậy, từ trên sườn đồi thì C3 của chúng tôi là đóng quân ở đó. Thì bắt đầu là nghe cái tiếng mà cái con suối có cái cây cầu gỗ gọi là bắc qua cái con suối đó. Thì bên kia suối là anh em E14 là người ta chốt ở cái phía bên đó. Thì nghe tiếng súng nổ ở cái hướng suối đó. Thì chúng tôi ở bên này sườn đồi thì nghe rất là rõ, nghe cả tiếng đạn B và đạn AK là nghe rất là rõ, nghe cái đi đùng ở bên đó như vậy. Thì nghe tiếng súng như vậy thì tôi cũng đoán rằng là có thể là nó tập kích vào các cái chốt của ta ở bên chỗ anh em E14. Thì tôi mới triển khai cho anh em là triển khai đội hình chiến đấu luôn, là anh em là ra các cái hố chiến đấu cá nhân và hầm hào công sự của bọn tôi ở đó là triển khai là đội hình là chiến đấu. Thì nghe tiếng súng ở đó thì không phải là dày, nhưng mà cái đi đùng bên đó tiếng B40, B41 đạn nhọn là bắn nhau ở cái hướng suối đó. Thì lúc đó là chúng tôi cũng đang chuẩn bị là chúng tôi ra đi mở đường với gọi là đi dò mìn và đi tuần đường. Thì nghe tiếng súng như vậy thì chúng tôi không đi, mà cũng chưa có lệnh của C nên là chúng tôi vẫn đang còn ở chốt. Thì được một lúc thì cái B3 của chúng tôi là nhận lệnh từ C trưởng là tôi có nhiệm vụ là dẫn B3 để tiếp cận cái con suối mà cái hướng đạn nổ để hỗ trợ cho anh em E14. Thì lúc đó là bọn tôi cũng không dám đi trên lối mòn, bởi vì là trên lối mòn là lúc đó là bọn tôi chưa đi gỡ mìn, chưa đi thông đường nên là không dám đi trên lối mòn. Thì tôi cũng có bắt trước là anh Bàng, là khi anh dẫn quân là thường thường là anh hay cắt sâu vào trong rừng khoảng vài trăm mét, hoặc là 100 mét, 200 mét, tùy theo cái địa hình ở đó. Là tôi dẫn anh em là cắt sâu vào trong rừng, xong đó bắt đầu là bám theo lối mòn là dẫn anh em xuống chỗ cái con suối đó. Thì xuống gần đến nơi á, thì tôi cho anh đội hình dừng lại và bắt đầu quan sát. Thì vẫn nghe cái hướng phía suối mà có cái con cầu gỗ đó là vẫn cứ đi đùng tiếng súng của đó. Thế thì tôi tiếp tục, tôi lại dẫn anh em để bám về cái hướng suối đó. Tôi cho anh em trong B là bắt đầu là triển khai là đội hình chiến đấu. Thì lúc đó cũng lợi dụng các cái vật che khuất che đỡ ở đó là chiếm lĩnh các cái vị trí có lợi cho mình và xem xét tình hình ở đó. Mà lúc đó là tôi dặn anh em là không được nổ súng. Mình ở phía này, bên này bờ suối ấy, là mình quan sát và xem coi là hướng địch ở đâu, mà hướng quân ta là ở đâu. Mà cẩn thận, không là sợ là anh em E14 là người ta đánh nhầm. Nên là bọn tôi ở bên này suối và xem xét tình hình. Thì tôi lại tiếp tục là tôi dẫn B là tiếp cận con suối. Thì khi tiếp cận gần con suối ấy, thì ở đó thì chúng tôi quan sát nó rõ hơn, mà nó dễ quan sát hơn. Thì ngồi phải tầm khoảng độ mấy phút đồng hồ, thì lúc đó tôi mới định hình được là bên đâu là địch và đâu là ta. Thì hóa ra là bọn Pol Pot nó theo cái con suối cạn đó, nó tập kích vào mấy cái chốt của anh em E14 ở bên kia con cầu.
thì lúc đó là xác định được là hướng địch rồi, thì bắt đầu là tôi mới cho anh em là bắt đầu nổ súng chi viện cho anh em các cái chốt của anh em E14. Thì thực sự là thấy cái hướng bắn của đạn ra thì chúng tôi đoán đó là địch thôi, chứ còn và cái phía anh em trong chốt đã bắn ra thì đoán bên đó là chắc chắn là anh em E14. Thì lúc đó là tôi mới lệnh cho là anh em mình là nổ súng là chi viện cho anh em E14. Thì lúc đó là bọn tôi có một trung đội mà còn lực lượng Pol Pot ở thì nó bắn hỏa lực vào thì nó bắn cũng xưa thôi chứ cũng không phải là đánh lớn gì cả, nó cứ đi đùng ở ngoài là nó bắn vào như vậy thôi chứ cũng không phải là cái trận đánh lớn. Thì xác định được vị trí là nổ súng, thì khi bị bọn tôi là bắn B40 B41 về cái hướng mà bọn Pol Pot nó bắn ra, rồi dùng RBD rồi AK là bọn tôi quất xuống, cứ trên này là bọn tôi quất về rìa, có cái rìa cái mép con suối cạn ở phía bên kia. Thì bọn tôi bắn được khoảng độ tầm 4-5 phút thì lúc đó là cũng không thấy là bọn Pol Pot nó bắn trả nữa mà bắt đầu là nó rút. Thì còn thấy bọn Pol Pot khi đó thì thực sự là rất là khó thấy, bởi vì là nó toàn sử dụng những cái lực lượng nhỏ lẻ, các cái top 3 người, 5 người thôi. Thì nó vào là nó chỉ tập kích là ào 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 cứ như vậy, cái là nó bỏ nó chạy. Đấy, chứ nó không không phải là cái trận đánh lớn như mà các cái trận mà ở 17 ngày đêm mà chúng tôi đã từng từng chiến đấu với quân Pol Pot. Thì sau khi được bọn tôi chi viện thì bọn Pol Pot nó rút, thấy tình hình nó ổn rồi cái thì tôi với dẫn anh em là đi lại chỗ cái hướng cái con cầu gỗ. Thì bọn tôi đứng ở bên này suối là bọn tôi bắn là bắt liên lạc với anh em E14 ở bên kia suối, thì thấy anh em cũng bắn bắt liên lạc lại. Thế là tôi còn nhớ một cái hình ảnh đến bây giờ là thấy một cái đồng chí bên lính E14 là đi ra cái chỗ gần cái đầu cầu là cứ lấy tay vẫy bọn tôi. À, cứ vẫy vẫy như vậy là tôi đang nhớ một cái hình ảnh là anh em E14. Nó còn tôi cũng không sang. Thì không biết là anh em ở bên E14 có bị thương vong hay không thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà cho đến cái khi mà bọn tôi quay về chốt để tiếp tục làm nhiệm vụ để đi thông đường á, thì là thấy là có khiêng ra là một võng, thì hỏi anh em E14 khi đó là anh em bảo là một đồng chí là bị thương, nên là thì là thấy anh em là đang còn là cáng ra ra ngoài phẫu. Thì cái hôm đó là cũng cái hôm không may mắn đối với cái B3 của chúng tôi. Thì cái lúc chúng tôi ra cái chỗ con suối cạn chỗ cái cây cầu hổ á, thì sau đó là tôi lại dẫn anh em là cắt rừng chứ không đi theo lối mòn, là tôi dẫn anh em về về chỗ C3. Thì về C3 tôi lên tôi báo cáo với chủ C trưởng là tình hình nó như thế, cái là chúng tôi là quay về. Là lúc đó là bọn tôi bắt đầu là về ăn cơm sáng. Ăn cơm sáng xong là bắt đầu là chúng tôi đi làm nhiệm vụ, là đi dò mìn rồi là đi thông đường. Thì cái nhiệm vụ của chúng tôi khi đó nó cũng loanh quanh như vậy thôi. Còn Pol Pot thì nó cũng không hay mấy khi nó tập kích vào 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 cái chốt C3 của chúng tôi cả. Mà nhiệm vụ của chúng tôi là chủ yếu là đi gỡ mìn. Mìn rất là nhiều. Thì nói đến mìn ở trong Pù Sát thì anh em đơn vị rồi là các đồng chí cũng đã từng đóng quân ở trong Pù Sát rồi gần biên giới Thái thì phải nói là cái lượng mìn ở đó thì nó nhiều lắm. Nói chung là gỡ không xuể. Ngày nào cũng có mìn mà ngày nào cũng nghe tiếng mìn nổ cả chứ không không phải là không có. Mà thỉnh thoảng lại gặp là anh em lại vòng một hai vòng là về chỗ cái phẫu. Thì đó là cái chuyện thường ngày của chúng tôi. Thì hôm đó là chúng tôi ăn sáng xong thì tôi dẫn anh em là đi 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 thông đường. Thì nhiệm vụ của chúng tôi là những cái chỗ mà các cái lối mòn chúng tôi đi á, thì về khi về chốt là bọn tôi hay khóa đường, nên là sáng mai chúng tôi lại ra gỡ ra để cho các cái đoàn để người ta đi, để anh em đơn vị bạn người ta đi. Thì hôm đó là chúng tôi làm nhiệm vụ là đi thông đường, cứ đi đi lại lại như thế, và cái công việc thường ngày chúng tôi là như vậy. Thì cho đến buổi chiều, thì cái chiều hôm đó là một cái chiều không may mắn đối với B3 của chúng tôi. Thì đó là đồng chí Niên. Thì trên đường khi chúng tôi rút về chốt thì bắt đầu là gần về chốt khoảng độ 300 mét là bắt đầu chúng tôi là dùng các cái loại mìn mà chúng tôi có sẵn và các cái loại mìn mà chúng tôi gỡ được của bọn Pol Pot là chúng tôi gài. Thì đương nhiên là gài đến đâu thì bao giờ là chúng tôi cũng đều là đánh dấu đến đó để sáng mai ra để nhớ cái vị trí để ra gỡ lại. Thì lúc đó là tôi đang đi trước, thì tôi đang cầm cái cành rào là tôi kéo để nó tạo cái vết xước ra để phát hiện các cái dấu chân của quân Pol Pot vào sáng mai cho nó dễ.
thì tôi đang cầm với cành rào với mấy anh em là đang đi trước, vừa đi vừa kéo, vừa đi vừa trêu đùa nhau như vậy. Thì tự nhiên là cái phía sau đội hình của B3 của chúng tôi khi lúc rút về thì nghe cái tiếng nổ mà làm cái bét một cái, thì nghe như tiếng đạn là AK nó bắn, mà có một phát nổ duy nhất như vậy thôi. Thì tôi lúc đó cũng như linh tính, tôi giật mình thì tôi mới vứt cái cành rào ra. Thì anh em đứng sững, thì nghe tiếng nổ cái là anh em đứng sững lại nhìn lại hướng đó, thì tôi mới đi quay lại. Thì tôi chạy quay lại thì thấy là đồng chí Niên là đang còn nằm ngửa ra, là đang còn ôm lấy cái tay, là đang còn giãy giụa, là rên rỉ ở đó. Còn đồng chí nhỏ là nhìn là mặt cắt không ra máu nữa. Thì tôi thấy đồng chí Niên ra máu là nó dính ra áo. Thì tôi thấy đồng chí Niên là cứ nằm ngửa ra là ôm cái tay, là cứ giãy giụa như vậy. Thì tôi chạy lại thì bắt đầu là tôi mới xem vết thương, thì là cái lý do là đồng chí Niên với đồng chí nhỏ là gài cái quả mìn vướng nổ, tức là hai đầu hai quả. Lúc đó là bọn tôi có cái thỏi thuốc và một cái kíp, là cứ cột chặt cái ngụy trang cái thỏi thuốc lại, sau đó là buộc hai đầu hai dây, là gọi là mìn vướng nổ đó, là nhét cái kíp vào cái thỏi thuốc đó, mà cần vấp một cái vào cái dây thôi thì nó sẽ nổ. Thì rất là may mắn hôm đó cái quả mìn nó không nổ. Thì cái đầu đồng chí nhỏ là đồng chí đó là đang túm cái đầu dây, là gài là nhét cái kíp vào cái quả mìn rồi, thì cũng may là đồng chí nhỏ là đang túm cái đầu dây. Thì cái khẩu súng của đồng chí nhỏ là mới dựa vào vai. Thì khi xong xuôi rồi á thì không may cái khẩu súng nó mới đổ, thì nó đổ nó chận lên cái dây mà đồng chí Niên với đồng chí nhỏ là đang còn kéo ra để gài mìn. Thì nó kéo một cái dây cái thì nó kích nổ cái kíp. Thì lúc đó là cũng rất là may cho đồng chí Niên là cái kíp là chưa cắm vào quả mìn. Nếu như cắm quả mìn thì hôm đó là chắc là tan xác rồi, chứ không còn nữa. Thì cái kíp nó phát nổ thì nó nổ luôn trên tay cho đồng chí Niên. Thì khi tôi kiểm tra vết thương của đồng chí Niên á, là cái tay là nó lòi cả xương ra, là toét toét hết cả cái bàn tay như vậy. Đó, rồi là ở trên đầu với ở ngực là mấy cái mảnh nhỏ nhỏ là của cái kíp là nó găm vào là cũng rớm rớm máu, với là bị một cái mảnh rất là nhỏ nữa là nó vào cái mí mắt, là mắt cũng chảy máu. Thì lúc đó tôi mới phát hiện được là do kíp nổ. Thì lúc đó là cũng lấy cái cuộn băng cá nhân ra là băng tạm lại cho đồng chí Niên. Thì đồng chí Niên vẫn đi lại bình thường, nhưng mà phải nói là đồng chí Niên, đồng chí nó cũng hung hung, là lại bắt đầu là chửi đồng chí nhỏ, bảo là nói chung là chửi mẹ chửi con ở đó là nó cũng nhiều. Đồng chí Niên là cứ chửi mẹ chửi con đồng chí nhỏ đó. Còn đồng chí nhỏ thì đúng là mặt mũi là tái bét, thì không nói lại câu nào cả. Thế tôi cũng gàn đồng chí Niên, bảo thôi thôi về để đem mày vào trong phẫu, chứ không cái tay là bây giờ nó lòi cả xương ra là rất là nguy hiểm, sợ nhất là nhiễm trùng. Mà nếu như không may mà để nó nhiễm trùng là dễ cắt cả cái bàn tay lắm. Thế là băng lại thì đồng chí Niên cứ ôm cái tay đó. Sau đó là bọn tôi vẫn làm công tác là khoa đường, sau đó là bọn tôi đi về 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 đơn vị. Thì khi về đến cứ thì cũng báo cáo lại với chỗ xe trưởng, thì lúc đó là cũng xin luôn là cho đồng chí Niên là đi sang phẫu để giải quyết cái tay. Thì đêm hôm đó thì xin nói với các đồng chí là không đi được, bởi vì là khi mà đã tối lại rồi á thì không phải là mình cái B3 cái đơn vị của chúng tôi là khóa đường, mà tất cả các cái đơn vị bạn mà đóng quân gần đó thì người ta cũng dùng mình, người ta khóa đường, nên là ban đêm nó giống như là một cái giờ giới nghiêm như vậy, nên để đưa đồng chí Niên đi là rất là khó. Nên là cái đêm hôm đó là chỉ có băng bó lại, và đồng chí kền y tá là đồng chí ấy là lau vết thương, rồi đồng chí khử trùng vết thương, rồi tiêm cho đồng chí Niên, rồi đó sau đó là băng bó lại, là phải chờ cho đến sáng ngày mai để cho các cái đơn vị bạn là người ta cũng phải thông đường, thì bọn tôi phải sang được bên phẫu. Thì tôi là người trực tiếp là đưa đồng chí Niên là đi sang phẫu. Thì khi đi sang phẫu thì tôi có quen anh Bình, thì tôi cũng rất là biết ơn anh Bình, cũng rất là quan tâm đến anh em bọn tôi khi đó. Mà anh là một con người tôi thấy là anh làm việc ở phẫu là rất là trách nhiệm với là anh em thương binh. Một người là rất là bình dị mà nhẹ nhàng lắm. Anh Bình lúc đó tôi nói thực sự là không biết là bây giờ là anh Bình có còn sống hay không. Nếu như mà còn sống thì anh nghe được cái câu chuyện này thì chắc là anh đang còn nhớ đến em.
Đấy, mà khi em đưa anh đồng chí Niên là sang Phẫu, thì khi bàn giao đồng chí Niên ở Phẫu á, thì là tôi quay về. Thì khi quay về thì tôi cũng nghĩ là đồng chí Niên cũng bị là ở tay là cũng bình thường thôi. Đấy, nhưng mà nó cũng không bình thường như tôi nghĩ. Thì suốt mấy cái bữa đó là tôi cũng rất là trằn trọc, bởi vì là lúc đó anh em Thanh Hóa thì còn có tôi với đồng chí Niên là nhập ngũ năm 78 là còn tồn tại ở trong đơn vị. Nên là khi đồng chí Niên bị thương như vậy là tôi rất nhớ. Ngày nào tôi cũng thơ thẩn là nhớ Niên lắm, rất là nhớ luôn. Thế là đến cái bữa tôi cũng sốt ruột quá, tôi lại lại đi sang Phẫu. Thì tôi đi sang Phẫu thì tôi gặp anh Bình. Thì tôi hỏi anh Bình là bảo là chuyển Phẫu, chuyển đồng chí Niên là về bệnh viện 4, là để đi chữa cái tay. Thì tôi mới hỏi đồng chí Bình thì đồng chí bảo là bị đứt gân, đứt cái gân hai ngón giữa. Nên là khả năng ở Phẫu là người ta không thể nối gân được. Nên là phải chuyển đồng chí Niên là về viện 4. Thì lúc đó nghe cái câu chuyển về viện thì tôi thì nửa mừng nửa lo. Tôi lo là không biết là đồng chí Niên còn quay lại nữa không để bầu bạn với tôi, mà tôi với Niên thì là đồng hương rất là thân thiện, mà cũng là những người tồn tại được lâu nhất ở trong cái thời kỳ mà năm 78 cho đến cái năm 82. Phía thứ hai nữa là cái tổn thất cho B3 cũng như C3 của chúng tôi là đồng chí Niên là một người chiến đấu cũng rất là gan dạ và dũng cảm, mà tính thì cũng thích hay đùa hay cợt nghịch ngợm mà rất là nhanh nhẹn đấy, mà cũng là cái người là hay cải thiện thêm được những cái đồ ăn tươi cho anh em B3 của chúng tôi trong suốt cái thời kỳ mà chúng tôi là chiến đấu ở trong tỉnh Busan. Đó, thì tôi cũng rất là lo lắng là như vậy. Nhưng mà cái mừng thì tôi cũng cứ mừng ở trong đầu là tôi cứ nghĩ là có khi là Niên bị cái tay như vậy thì có khả năng là khi được ra ngoài bệnh viện thì cũng có thể là ra ngoài đó là chờ chế độ là làm chính sách để cho đồng chí Niên là về nước. Thế nhưng mà cũng rất may là sau này là đồng chí Niên là sức khỏe cũng như là cái tay nó cũng ổn định, thì sau này lại tiếp tục là quay lại là cùng với cái đơn vị của chúng tôi và chiến đấu với tôi cho đến khi đến ngày chúng tôi được ra quân. Tôi muốn kể lên đây là đời sống của chúng tôi và khi chúng tôi làm nhiệm vụ ở trong tỉnh Busan thuộc biên giới Thái Lan, giữa tôi với đồng chí Niên thì như thế nào thì có lẽ là các đồng chí cũng rõ cả rồi. Đây là cái câu chuyện mà tôi nói về đồng chí Niên là khi cái trường hợp mà đồng chí Niên là bị thương như vậy, chứ không phải là do chiến đấu mà bị thương, mà do đây là bất cẩn giữa đồng chí nhỏ và đồng chí Niên. Nên là cái tình huống nó xảy ra mà cũng là cái tổn thất cho cái B3 của chúng tôi khi đó. Khi C3 chúng tôi là nhận nhiệm vụ là quay ra ngoài gọi là khu vực 20 nhà, thì từ 20 nhà mà đi ra đến lô viêng thì chắc đi đường bộ thì khoảng độ gần một ngày thì sẽ ra đến lô viêng. Thì đó là theo cái trí nhớ của tôi là như vậy, còn tôi cũng không rõ là nó là bao nhiêu cây số cả. Thì cái buổi sáng hôm đó là chúng tôi nhận lệnh và cả cái J9 của chúng tôi là hành quân ra khu vực 20 nhà. Thì vào cái thời gian đó thì các cái đơn vị vô rồi ra rồi vô rồi ra là đi trên cái tuyến đường gọi là lộ 56, thì cứ thấy là ra vô liên tục, kể cả là đơn vị như chúng tôi ấy, lúc thì ra ngoài lúc thì vào trong, đó là cái đơn vị là cái di chuyển quân như vậy. Khi có cái lệnh gọi là hành quân di chuyển thì bọn tôi là bắt đầu là bàn giao chốt lại cho các cái đơn vị của bạn. Thì trực tiếp là chúng tôi bàn giao chốt lại là cho anh em là công an vũ trang trung đoàn 14. Thì sau đó là chúng tôi bắt đầu là hành quân bộ là quay ra khu vực ngoài 20 nhà. Trên cái đường mà chúng tôi hành quân ra khu vực 20 nhà thì vẫn là trèo đèo lội suối, thì lúc đó chúng tôi gọi là đèo gà đèo khỉ, là chúng tôi vượt qua hai cái con đèo đó là chúng tôi đi ra ngoài. Thì thời gian đi là chúng tôi đi từ sáng mà cho đến chiều tối thì mới quay ra đến khu vực 20 nhà. Thì ra ngoài đó thì chúng tôi cũng là thay chốt cho các cái đơn vị của bạn, là người ta lại hành quân vào, còn chúng tôi thì là tiếp nhận các cái cứ cũng như là chốt ở đó, là chúng tôi tiếp nhận khu vực đó.
Lúc đó là hành quân ra buổi tối nên là bọn tôi cũng không thấy rõ là cái địa hình địa vật ở đó là nó như thế nào cả. Thì cho đến sáng ngày mai thì phải nói là cái lực lượng công binh cũng như các cái đơn vị khác là người ta mở một cái lộ từ ngoài lách là đi vào phía trong này, là một con lộ là cứ ngoằn ngoèo theo các cái dãy núi rồi qua các cái khe núi rồi qua các cái suối, là nhìn con lộ 56 là nó cứ ngoằn ngoèo như vậy, là như một cái cung đường đèo như vậy. Là khi tôi sáng mai ra là tôi nhìn tôi quan sát thấy như vậy. Thì khi mà được ra ngoài phía này thì bọn tôi cũng cứ nghĩ lâu là ra ngoài này là an toàn hơn ở phía trong, chúng tôi ổn định nơi ăn chỗ ở. Thì nhận nhiệm vụ là chúng tôi chủ yếu ra đó là làm các cái nhiệm vụ là cũng đi dò mìn rồi là đi chốt đường, đi thông đường. Thì cái khi mà các cái đơn vị công binh ấy, là người ta làm cái tuyến đường đó thì bọn pốt là nó cũng cứ ở trong rừng là nó mang cái mìn chống tăng ra là nó gài cái đó để nó đánh các cái đoàn xe mà chở lương thực, vũ khí, súng đạn vào cho bộ đội. Nên là cái khi đó là cái nhiệm vụ của bọn tôi ấy, này là làm cái nhiệm vụ chủ yếu là như vậy. Bọn tôi là chủ yếu là đi thông đường. Còn các cái bề khác thì người ta có cái nhiệm vụ là chốt, rồi là chia ra từng tổ, từng nhóm một, tìm đến những cái nơi mà nó nguy hiểm. Đấy, có thể là bọn Pol Pot nó sẽ mò vào, thì là thành lập các cái chốt giữ đường ở đó. Còn những cái đoạn nào nó thẳng á, thì các cái chốt thì nó xưa hơn. Còn những chỗ nào nó cua rồi các cái khe núi, khe đá, thì là thành lập các cái chốt là nó dày hơn. Thì lúc đó thì quân nó cũng thiếu, cả C của chúng tôi lúc đó cả cán bộ chiến sĩ thì có khoảng độ 20 đồng chí thôi, gọi là một C thiếu. Thì lúc đó quân số của một C nó chỉ bằng một B mà khi chúng tôi ở Hồng Ngự Đồng Tháp thôi, chỉ có được 20 tay súng thôi chứ không có nhiều. Nên là mỗi tổ chốt là cứ chia ra thì chỉ cũng được 2 đồng chí, và còn cái B3 của bọn tôi là có nhiệm vụ là đi thông đường, đi tuần đường. Cái nhiệm vụ của chúng tôi là như vậy. Thì có một cái câu chuyện mà có khi là tôi nói ra đây thì chắc chắn là có nhiều người là không thể tin nổi, nhưng mà đó là sự thật. Thì tôi xin được kể cho các đồng chí nghe, nó là như thế này. Khi mà cái B3 bọn tôi ra ngoài này và có nhiệm vụ đi tuần đường và đi chốt đường gỡ mìn, và có nhiều các cái đơn vị như là công binh thì người ta có cái máy dò mìn, là người ta cứ quét qua quét lại là người ta đi dò mìn. Nhưng mà cái máy đó nó chỉ dò được cái mìn mà nó có kim loại thì nó dò được thôi. Như cái mìn 652A là nó không có sắt nên là nó chỉ bằng vỏ nhựa thôi, nên là cái máy của công binh là không dò được. Lúc đó là chủ yếu bọn tôi là dò bằng tay. Thì cho đến khi mà bọn tôi chốt ở đó được mấy ngày là có cái đoàn xe là người ta chở gạo và vũ khí súng đạn vào tuyến trong. Thì khi đến đó là bọn tôi chưa thông được đường nên là bọn tôi chặn cái đoàn xe đó lại. Là có 2 mục đích. Thứ nhất là đường chưa an toàn nên là chưa cho xe qua. Thứ hai nữa là chặn xe lại là chủ yếu là bọn tôi là lên xin thuốc và nhu yếu phẩm của anh em lái xe. Lúc đó thì ta thì toàn sử dụng là cái xe gọi là xe Hồng Hà với cái zin 157 đó, và các cái xe reo của Mỹ nữa, là các cái đoàn xe đó người ta vào. Thì thường thường vào là cứ một tốp khoảng từ 2 đến 3 cái là cái đơn vị vận tải bằng cơ giới ấy, là người ta vào. Mà lúc đó bọn tôi á, là tóc là nó tốt tầm cỡ ngang vai. Tóc bọn tôi á, suốt 2 năm trời tôi không cắt tóc. Có nghĩa là bọn tôi lấy cái dây gài mìn ấy, là bọn tôi búi lại. Nhìn như là thổ phỉ. Mà tất cả anh em đều như vậy, thằng nào là tóc râu ria là tốt lút hết. Nó nhìn như phỉ. Thì khi chặn cái đoàn xe lại là anh em mình là thấy cái xe ô tô mà cứ ngắm rồi nhìn như chưa bao giờ được thấy. Nhìn cái xe rồi sờ cái xe, có nghĩa đã lâu lắm rồi là chúng tôi chưa thấy cái ô tô nó như thế nào cả. Như một đứa con nít như vậy ngơ ngẩn ra là cứ thế là nhìn cái xe. Đó, rồi là hỏi thăm anh em lái, hỏi thăm các cái đoàn người ta ngồi trên xe, là hỏi thăm ở ngoài đó nó như thế nào rồi vân vân, là nói chung là những cái câu chuyện là tíu tít ở đó đi. Thì xong xuôi thì bọn tôi cũng không dám chặn lâu. Thế là cho cái đoàn xe là người ta đi vào. Đó là một cái câu chuyện tôi nói rất là thật với các đồng chí như vậy. Với lại có một cái kỷ niệm mà tôi nhớ cho đến bây giờ, mà cái khi đó là cái B3 của bọn tôi cũng là đi thông đường. Thì cái hôm đó là chúng tôi là nhận được thông tin là có cái đoàn quán bộ của sư đoàn là người ta đi vào phía trong, người ta đi công tác. Thì
Cái buổi sáng hôm đó là bọn tôi cũng dậy sớm lắm, ăn sáng xong là cơm nước sáng xong là bọn tôi là đi thông đường với là anh em là ở các cái chốt và đi dò mìn rất là sớm để dò gỡ hết mìn để cho bảo vệ cái đoàn cán bộ sư đoàn là người ta vào người ta đi thị sát ở phía trong này. Thì hôm đó là tôi gặp lại là chính ủy hai tí của sư đoàn 339 là vào đi thị sát. Thì lúc đó là cái đoàn xe mà tháp tùng đồng chí hai tí chính ủy sư đoàn là vào, thì tôi là người cũng rất là được vinh dự là hôm đó là được bắt tay với chính ủy, với cũng đã là rất là lâu lắm rồi bọn tôi cũng không biết là sư đoàn nó ở chỗ nào cả đó, mà chỉ có nghe nói là sư đoàn là ở ngoài Lách thôi chứ cũng không biết là nó ở nào cả, mà cũng chưa bao giờ là vào trong Pusat, là chưa bao giờ gặp gọi là cán bộ của sư đoàn bao giờ hết, mà bọn tôi cứ ở trong rừng như vậy. Thì khi cái đoàn xe dừng lại là thủ trưởng hai tí là xuống là gặp anh em B3 của bọn tôi là đang làm nhiệm vụ là thông đường. Thì tôi là người là được bắt tay đầu tiên. Thì đồng chí hỏi họ tên của tôi, rồi quê quán, rồi là đơn vị. Thì tôi cũng nói phiên hiệu đơn vị và quê quán cho đồng chí nghe, xong là bắt tay bắt chân. Sau là bọn tôi xếp hàng ở đó để đón tiếp chính ủy sư đoàn. Là đồng chí đi một vòng là cứ nhìn ngắm anh em. Lúc đó thì quần áo bọn tôi thì có hai bộ, thì thường thường là bọn tôi đi thông đường thì bọn tôi cứ mặc bộ quần áo nó rách nó cũng tả tơi ra, còn cái bộ quần áo lành thì bọn tôi cũng phải cất đấy, để khi nào cần lắm thì lấy ra mặc, chứ chủ yếu là chỉ có mặc có một bộ thôi, còn khi về cứ thì bọn tôi là chủ yếu là cởi trần mà quần đùi, chứ còn cái bộ quần áo mới là cứ cất ở trong ba lô. Thì đồng chí nhìn một vòng là sau đó là đồng chí nhìn bọn tôi là đồng chí khóc. Nó đồng chí chính ủy hai tí là khóc nức nở, cứ nhìn bọn tôi là khóc. Thế là túm lấy cái mái tóc của tôi là rích ngược lên, ý là tóc tốt quá. Thì tôi cũng nói là bộ là anh em ở trong đó là bọn em là cũng báo cáo lại với chỗ đồng chí là bọn em ở trong đó là không không có đồ kéo hay là cái gì để cắt tóc cả. Suốt mấy năm trời, suốt 2 năm trời bọn em ở trong đó là không cắt tóc, nên là tóc bọn em rất là tốt, nó rồi quần áo thì sộc sạch. Thì chính ủy là nhìn cũng xót xa lắm, nhưng mà cũng thì lúc đó là tôi nhớ là đồng chí là mang ra cho tôi là 2 gói thuốc, cái lúc đó tôi còn nhớ là 2 gói thuốc vàm cỏ là cho anh em B3 của bọn tôi ngay trên cái lộ 56 đó. Sau đó là đồng chí hai tí là với nói cái đồng chí cận vệ mà bảo vệ đồng chí hai tí là quay về xe thì lấy ra là cho bọn tôi là một cái kéo. Cái kéo đó là cái kéo trắng, cái kéo inox của Trung Quốc là đưa cho bọn tôi để lấy cái là bọn tôi lấy cái cắt tóc. Thì sau khi trò chuyện rồi hỏi thăm ở đó thì cũng rất là gần gũi thôi. Cán bộ sư đoàn xuống nhưng mà với bọn tôi thì khi đó là giữa giữa cán bộ sư đoàn, còn chúng tôi chỉ là người lính thôi, nhưng mà lúc đó là tâm sự với nhau cũng rất là gần gũi. Sau đó là cái đoàn xe là tiếp tục là đi vào trong là làm nhiệm vụ ở phía trong như thế nào thì tôi cũng không rõ. Thì những cái ngày ngày tháng mà tiếp theo như vậy thì đơn vị chúng tôi vẫn làm cái nhiệm vụ ở cái khu vực gọi là 20 nhà. Thì cho đến một ngày thì bọn tôi vẫn làm cái nhiệm vụ như vậy, thì tôi nhớ là khoảng độ tầm nửa buổi chiều của cái ngày hôm đó, thì lúc đó là đơn vị của bọn tôi á, là thay cho cái B khác là cái B của bọn tôi á, là lúc đó lại là đi chốt mà không đi dò gỡ mìn nữa, mà chỉ chia ra các cái tổ các cái chốt là dọc theo cái lộ 56 đó là chúng tôi chốt ở đó. Thì lúc đó là tôi là chỉ huy B, thì cái B của tôi nó đảm nhiệm phải tầm khoảng độ chắc phải tầm 400-500 mét, khoảng nửa cây số như vậy là có mình cái B của bọn tôi là đảm nhiệm cái đoạn đó. Thì đang ở chốt với anh em thì tự nhiên là nghe một cái tiếng mìn là nổi nổ, có nghĩa là nổ rất là to, nổ một cái giữa rừng như vậy là nổ một cái là phải nói là rung cả đất, nghe một tiếng mùi nổ kinh khủng. Tôi mới biết ngay là xe của ta là dính phải mìn rồi. Thì cái lúc đó là cái chốt của bọn tôi ở, các cái tổ chốt của bọn tôi ở là phía trước mặt là nó có một cái con sông đó, còn cái phía này là nó là rừng với là núi.
Thì nghe tiếng nổ như vậy thì bọn tôi nhìn theo cái hướng, tức là quay ra ngoài, cái hướng là bọn tôi đi ra ngoài ấy, là cái hướng nổ là phía đó. Thì cái vị trí nổ mà cách chỗ cái vị trí tôi ấy, phải tầm khoảng độ phải cỡ 1,5 cây số. Thì khi chúng tôi chốt đường ở đó đó mà cứ nghe tiếng nổ ấy, thì các anh em tổ chốt ấy, là phải phải cơ động đến để hỗ trợ. Thì lúc đó là chúng tôi là bắt đầu là cơ động, là cứ thế là trên lộ là bọn tôi chạy. Có nghĩa là tôi nói với các đồng chí là cứ cái đường lộ 56 thì nó cứ ngoằn nghèo trong các cái khe núi khe đá như vậy, chỗ thì thẳng, chỗ thì cua, rồi chỗ thì lên dốc, là bọn tôi là vác súng là chạy, là dẫn bê, là cứ thế là chạy chạy là chạy đứt hơi. Thì lên đến nơi thì tôi mới chứng kiến một cái cảnh tượng là cái xe hôm đó là đi 3 xe, thì không hiểu sao mà cái xe đầu với cái xe thứ hai đi qua cũng qua cái vệt bánh xe đó mà nó cái quả mìn nó không phát nổ, mà cái xe sau cùng lại bị nổ. Đến thì cái xe nó không cháy nhưng mà nó lật, nó lốp láp gì rồi là hàng hóa gì ở trên xe là nó bay ra ngoài hết, còn thì cái xe là nó lật úp vào chỗ cái thành núi đó. Thì đến thì chứng kiến cảnh tượng là nhìn là máu me ra toàn bộ anh em ở trên xe. Cả cả hôm đó là tôi nhớ thì không rõ lắm nhưng mà đâu khoảng độ 3 đến 4 đồng chí là trên cái coi cái xe đó là bị chết mất là 2 đồng chí, còn 2 đồng chí là bị thương nặng là khi bọn tôi cơ động đến. Thì khi bọn tôi cơ động đến thì lúc đó là các cái tổ chốt ở gần đó thì người ta đến trước, thì đến là thấy nào là gạo rồi là nhu yếu phẩm cho bộ đội là bay tóe tung ở đó. Bọn tôi là bắt đầu là thu lượm xác anh em lại, rồi bắt đầu là dùng võng đó là bắt đầu lại táng anh em là về 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 trạm xá về phẫu, còn là thu lượm lại nhu yếu phẩm gạo thóc gì đó lại tấp sang 2 cái xe xe trước. Thì sau này là bọn tôi mới được phổ biến là cái kỹ thuật gài mìn của bọn quân Pốt, mà chính tôi cũng là mấy năm chiến trường rồi nhưng mà tôi cũng chưa va chạm cái kiểu gài mìn của bọn Pốt như thế nào. Thì là bọn tôi cũng được tập huấn và được hướng dẫn về cái cách gài mìn chống tăng của bọn quân Pốt, là nó dùng cái cọc nó đóng xuống, thì cứ cái đoàn xe này đi qua có khi không việc gì là nó cứ lún dần lún dần lún dần cho khi đến cái đầu cọc đó là đủ cái độ nặng, thì lúc đó là cái quả mìn nó sẽ phát nổ. Nên có những cái xe mà trận của quả mìn nó không nổ là cái kỹ thuật mà bọn Pol Pot là nó gài mìn theo cái kiểu như vậy. Thì khi chứng kiến cái cảnh mà cái đoàn tải bằng cơ giới là người ta vào người ta dính mìn như vậy thì cũng là cái chứng kiến đầu tiên mà khi chúng tôi chở ra ngoài lộ 56 đó là cái cảnh tượng rất là thương tâm là như vậy. Lúc đó thì phải nói là khi chúng tôi quay ra phía ngoài này á thì cũng cứ nghĩ là nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ sung sướng hơn, nhưng mà thực sự khi quay ra ngoài này nó cũng nhiệm vụ nó còn nặng nề hơn là ở phía trong. Bởi vì khi ta có lộ rồi thì bọn Pol Pot nó suốt ngày là nó ra gài mìn, chủ yếu là các loại mìn chống tăng nó và cái mìn K58, mà ngày nào bọn tôi cũng đi dò mìn, mà cái lực lượng công binh người ta có máy người ta đi dò mìn như vậy, nhưng mà không ngày nào mà bọn tôi không dò được mìn, không ngày nào mà không có tiếng mìn nổ cả. Phải nói là lúc đó là bọn Pol Pot nó hoạt động ở đó rất là kinh khủng đó, mà các cái tổ chốt của bọn tôi là thỉnh thoảng là bọn Pol Pot là nó vào là nó dập cho 2-3 quả B40 B41 vào đó, hoặc là nó vào nó cóc cái M79 vào chốt. Với chiến thuật là du kích tổ 2-3 thằng như vậy là nó vào nó tập kích vào chốt, đi đùng mấy quả cái là xong là nó là bỏ là nó chạy, toàn cái kiểu là như vậy hết. Nên lúc đó phải nói là chúng tôi cũng rất là căng thẳng và cũng rất là tâm lý về cái vấn đề đó. Thì vào cái hôm mà đi giao ban hội ý ở đại đội ấy, để nhận nhiệm vụ và nhận cái kế hoạch để trong cái thời gian mà chúng tôi chốt đường, thì tôi cũng học theo cái cách của anh Bàng. Thì anh Bàng thường thường khi mà bọn tôi hay chốt ở các cái lối mòn ấy, thì anh Bàng bao giờ anh cũng sử dụng khoảng độ 1 trung đội hoặc là 4-5 tay súng thôi, cũng không nhiều, là nấu đội hình vào sâu trong phía rừng đó và tìm các cái dấu vết cũng như là các cái lối mòn mà bọn quân Pốt là nó hay đi ra phía ngoài đường để nó gài mìn. Thì tôi cũng đề xuất cái kế hoạch là như vậy để cho đại đội, để xin cho cái B3 của bọn tôi là làm cái nhiệm vụ là chuyên đi phục
đó, và tìm các cái dấu vết của địch. Có nghĩa là cái đề xuất của tôi là phải đánh địch trước khi mà nó mang mình ra đường đấu gài. Nhưng mà lúc đó thì tôi đề nghị như vậy thôi, chứ còn cũng không nghe là cái kế hoạch mà tôi tham mưu cho C bộ. Thì ngày nào tôi cũng phải trở về chỗ hầm C bộ cả để báo cáo tình hình và giao ban hội ý ở đại đội cả, thì ngày nào tôi cũng làm cái nhiệm vụ như vậy. Thì cho đến hôm là cũng đi giao ban hội ý thì tôi mới gặp lại chỗ anh Xuân tiểu đoàn phó, thì anh cũng xuống là chỗ C3 của bọn tôi và giao ban hội ý với cái chỗ C3 của bọn tôi. Thì tôi lại tiếp tục tôi đề xuất cái kế hoạch như vậy, hay là anh Xuân là anh cũng chỉ đạo cho là C3 của chúng tôi vụ cho B3 bọn tôi cũng làm cái nhiệm vụ là bọn tôi nống đội hình ra vào trong rừng để bọn tôi đi phục kích bọn Pol Pot. Đó là cái đề xuất của tôi, là được là dây phó là chấp nhận. Thì cho cái đến cái hôm là tôi nhận nhiệm vụ là đi phục bọn Pol Pot, thì lúc đó là bọn tôi cứ cắt sâu vào trong phía rừng, mà cắt sâu vào trong rừng là đi nó an toàn ở ngoài, vào sâu phía trong là bọn Pol Pot nó ít gài mìn, nên là đi vào trong đó là bọn tôi có khi là cứ đi khoảng độ 1-2 giờ đồng hồ gì đó chúng tôi lại nghỉ nghỉ, và xong đó là quan sát là tìm các cái dấu vết. Thì cho đến cái hôm là cái B3 của bọn tôi á, là bọn tôi không không hạ được địch. Đấy, nhưng mà hôm đó là bọn địch là cũng bị, thì tôi mới phát hiện là trong rừng á thì không thấy cái lối mòn nó đi đâu, nó đi nó cũng xóa dấu vết, nhưng mà thỉnh thoảng là tôi thấy là có cái ngọn cây là nó bẻ. Đấy, giống như cái kiểu là trinh sát ta đi là cũng thường thường là hay bẻ các cái ngọn cây là kiểu như là đánh dấu á. Thì nó cũng đi xuống một cái con khe cạn, là ở đó có một cái con khe cạn, thì tôi cũng là đoán chừng đoán mò vậy thôi, cũng cũng đoán là có thể là nó sẽ đi vào các cái hướng này hướng này. Thì bọn tôi bắt đầu là tổ chức là phục kích. Thì hôm đó là cái đồng chí nhỏ, là đồng chí nó nổ súng sớm quá, kể mà đồng chí nhỏ hôm đó mà bỏ lại cái chỗ tôi á, mà báo cáo với tôi á, thì hôm đó là có thể là bọn tôi phải tịt bắn chết tại chỗ, phải được mấy thằng bốt chứ không phải là ít. Thế nhưng mà lúc đó thì bố trí cái chốt thì cái đồng chí nhỏ là đồng chí chỗ gần cái chỗ cái bờ khe cạn nhất, thì còn bọn tôi thì tôi cứ bố trí là dọc dọc theo đó. Mà ở đó thì rừng nó rậm, cây cối nó che khuất, che đỡ ở đó nó cũng nhiều, nên là cái tầm quan sát nó không được xa. 4-5 giờ chiều rồi, gọi là chúng tôi cũng sắp hết ca là chuẩn bị là quay về rồi. Thì đang ngồi phục ở cái con khe cạn như vậy thì là nghe một loạt AK là 4-5 viên là nổ đanh đanh đoành như vậy. Thì nhìn lại cái chỗ cái hướng chỗ đạn nổ thì biết là chỗ đó là cái chỗ vị trí đồng chí nhỏ, đồng chí phải bắn một loạt ở đó. Thì bắn một loạt ở đó cái là bắt đầu là đồng chí phải kêu lên là địch địch. Thì bọn tôi trên hướng này là bắn chừng thôi chứ cũng không thấy, thực sự là không thấy thằng con bốt nào cả, bắn chừng xuống cái phía khe cái con khe cạn nó thôi. Thì bắt đầu là bọn tôi xả súng xuống đó rồi ném lựu đạn xuống đó, là phải là bắn một phát B41 xuống cái hướng dưới đó nữa. Xong bắt đầu là tôi hô anh em là tràn xuống xung phong xuống, thì lao xuống là cái phía trước mặt tôi là cách khoảng độ tầm chắc khoảng độ chục mét, hơn chục mét thôi, nhưng mà cây cối nó nhiều, nó cứ loáng thoáng như vậy thôi chứ nhìn cũng không được rõ. Là thấy hai thằng là nó bỏ nó chạy, thì lúc đó là thấy cái là bắt đầu tôi đặt ngang cái khẩu súng rồi là tôi quét mấy loạt ra đó, xong đó là bắt đầu là truy kích. Thì truy kích được khoảng độ 40-50 mét thì tôi mới kêu anh em là dừng lại không truy kích nữa, bởi vì là rừng nó rất là rậm, không thể 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 tiếp tục truy kích được. Thì quay lại thì bọn tôi mới thấy là các cái lá cây cũng như là ở chỗ cái con suối đó là máu là nó cứ chảy thành dòng như vậy. Thì hôm đó chắc là nó phải dính khoảng độ một vài thằng là dính đạn, mà có khả năng là dính đạn của đồng chí nhỏ. Thì khi xong cái vụ đó cái là bọn tôi bắt đầu là với quay ra ngoài lộ, quay ra ngoài lộ là theo lộ bọn tôi đi về chốt, thì hỏi đồng chí nhỏ là đồng chí nhỏ bảo là mò lại chỗ em là chắc cách cũng khoảng mấy mét thôi, mà em thì giật mình nên là em nổ súng luôn, nên là cũng không biết có trúng hay không. Thì chúng tôi bắn xối xả như vậy thì khả năng là nó cũng dính một vài viên, nên là nó với máu me là nó với chảy ra ở đó, chứ còn không bắn được thằng nào cả. Thì đó là cái câu chuyện mà khi chúng tôi quay ra khu vực hai bên nhà, đó là một cái câu chuyện đời lính của chúng tôi khi chúng tôi làm nhiệm vụ ở trên cái lộ 56 thuộc khu vực hai bên nhà.
tức là từ Lô Viêng đi vào khoảng độ nửa ngày đường, hơn nửa ngày đường, thì đến khu vực 20 nhà là bọn tôi chốt xử ở đó. Cuối cùng xin được chúc tất cả các đồng chí và các bạn là mạnh khỏe và hạnh phúc.